10 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Yên Khánh đã giúp hàng chục nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên, ổn định cuộc sống. Xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động tín dụng chính sách xã hội, những năm qua Yên Khánh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chính sách này. Chúng tôi đã tăng cường cái sự phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cũng như là tăng cường cái công tác đôn đốc quản lý vốn vay đối với các cấp hội đoàn thể. Trong đó là từng nguồn vốn vay và có sự giao ban hàng tháng định kỳ để đánh giá cái chất lượng quản lý vốn vay. Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở, đồng thời tích cực rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi các khoản nợ đọng. Vì vậy, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố và nâng cao. Chúng tôi luôn thực hiện cái phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, luôn luôn trăn trở với cái công việc của mình, đó là đưa được cái nguồn vốn tín dụng chính sách tới người dân, tới những đối tượng chính sách mà có nhu cầu sử dụng vốn vay để vượt qua cái khó khăn. Bên cạnh cái việc tuyên truyền thì chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc phối hợp với các cái cơ quan để tổ chức các cái buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cái kiến thức làm ăn kinh doanh cho hội viên phụ nữ, để từ đó thì hội viên phụ nữ, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, họ có kiến thức cho làm ăn để sử dụng hiệu quả các cái nguồn vốn. Qua đó, dòng vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt trên 553 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với năm 2014. Đối xã Khánh Thiện chúng tôi tổng số dư nợ đến nay là trên 25 tỷ. Từ những kết quả mà đạt được trong công tác vay tín dụng ngân hàng đối với ngân hàng chính sách xã hội, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập của nhân dân ngày càng được tăng cao so với các năm. Đến nay thì tổng thu nhập của nhân dân trên địa bàn xã chúng tôi thì tương đương 75 triệu trên một người, trên một đầu người trên một năm. Cảm ơn tất cả cái sự quan tâm của nhà nước là đã quan tâm đến nông dân chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã phi được như thế, phải có điều kiện kinh tế phát triển mọi mặt, phải con cái ăn học. Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện đã có gần 51.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với doanh số cho vay đạt 743 tỷ đồng, giúp cho hơn 6.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động, giúp cho gần 5.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để theo học, đại học, cao đẳng và học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Hơn 24.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường và 75 ngôi nhà được xây dựng cải tạo từ nguồn vốn này, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.